Ninh Bình, một vùng đất địa linh nhân kiệt, có lịch sử ngàn năm văn hiến, nằm ở cực nam miền Bắc, thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Ninh Bình có vị trí quan trọng của vùng cửa ngõ miền Bắc và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Vùng đất này là nơi tiếp nối giao lưu kinh tế và văn hóa giữa lưu vực sông Hồng với lưu vực sông Mã, giữa vùng đồng bằng Bắc Bộ với vùng núi rừng Tây Bắc. Ninh Bình có tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế địa phương từ ngành công nghiệp vật liệu xây dựng với nguồn nhiên liệu như đá vôi có trữ lượng rất lớn, đất sét, quặng sắt tương đối dồi dào. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển thương mại sản xuất Hoàng Phát đã quyết định xây dựng một nhà máy xi măng hiện đại trên vùng quê lúa thuần nông thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ngày 15 tháng 9 năm 2005, công ty trách nhiệm hữu hạn xi măng Vina Kansai trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển thương mại sản xuất Hoàng Phát đã ra đời trong bối cảnh thị trường đã có nhiều thay đổi, biến động và thách thức. Ngày 25 tháng 10 năm 2005, những mũi khoan thăm dò địa chất đầu tiên đã thực hiện báo hiệu sự thay đổi diệu kỳ chuẩn bị diễn ra trên mảnh đất này. Ngày 24 tháng 2 năm 2007, dây chuyền sản xuất đầu tiên của nhà máy xi măng Vina Kansai Ninh Bình, công suất 1,2 triệu tấn một năm, chính thức được khánh thành. Đây cũng là một kỷ lục của ngành xây dựng Việt Nam khi đã hoàn thành chỉ trong 11 tháng thi công liên tục. Những tấn xi măng đầu tiên mang thương hiệu xi măng Vina Kansai đã xuất xưởng với niềm vui chung của lãnh đạo công ty và hàng trăm cán bộ công nhân viên lao động cùng chuyên gia người nước ngoài. Trong niềm vui mừng hân hoan đó, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Chiết cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và địa phương về thăm công trình đã có buổi làm việc với lãnh đạo công ty. Tôi tin rằng với trí tuệ, bản lĩnh thì cái hiệu quả của nhà máy xi măng Vina Kansai này rất là lớn. Chúng ta nhìn cái nhà máy của mình với tất cả cái niềm kiêu hãnh, đó là bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu con tim khối óc đã dồn vào đây. Rất mong các đồng chí tiếp tục phát huy cái đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy cái truyền thống của đảng bộ và nhân dân địa phương để mà tiếp tục giành những cái thắng lợi to lớn hơn. Năm 2008, công ty mua lại nhà máy thép Việt Nga, đồng thời hội đồng thành viên đã họp và nhất trí sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn xi măng Vina Kansai về công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương mại sản xuất Hoàng Phát và đổi tên công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Hoàng Phát Visai, đồng thời đổi tên thương hiệu xi măng Vina Kansai thành thương hiệu xi măng Visai. Ngày 26 tháng 10 năm 2009, chỉ trong vòng 20 tháng khởi công và xây dựng, dây chuyền sản xuất thứ hai của nhà máy xi măng Visai Ninh Bình đã đi vào hoạt động với công suất 6.000 tấn clinker một ngày, nâng tổng sản lượng sản xuất clinker của toàn tập đoàn lên 3,4 triệu tấn một năm. Đây là công trình tiêu biểu cho ngành vật liệu xây dựng Việt Nam khi đạt thành tích cao cả về tiến độ thi công và đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và sản lượng. Năm 2010 cũng là năm đánh dấu sự phát triển vượt bậc của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Hoàng Phát Visai. Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã đồng ý giao cho tập đoàn Hoàng Phát Visai nhận và thực hiện toàn bộ dự án của công ty cổ phần xi măng Hoàng Phát tại Hà Nam, nay là công ty cổ phần Visai Hà Nam, với công suất 1,4 triệu tấn một năm. Năm 2013, tập đoàn Hoàng Phát Visai mua lại nhà máy xi măng Đồng Bành tại Lạng Sơn và đổi tên thành công ty cổ phần xi măng Đồng Bành, đồng thời đưa vào hoạt động dây chuyền 2 của nhà máy Visai Hà Nam, nâng tổng công suất xi măng của tập đoàn Hoàng Phát Visai lên 7,8 triệu tấn một năm. Năm 2015, với chiến lược phát triển thành tập đoàn xi măng tư nhân lớn nhất Việt Nam, tập đoàn chính thức mua lại nhà máy xi măng Dầu Khí 12 tháng 9 Nghệ An và đổi tên thành công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2. Đồng thời, làm lễ khởi công xây dựng dự án nhà máy xi măng Sông Lam vào ngày 4 tháng 2 năm 2015. Với công suất 24.000 tấn một ngày tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, nâng tổng công suất xi măng của tập đoàn lên 13,6 triệu tấn một năm. Và ước tính đến năm 2020 sẽ đạt 20 triệu tấn thành phẩm một năm vào giai đoạn 2 khi nhà máy xi măng Sông Lam hoàn thành. Ngày 29 tháng 4 năm 2017, khánh thành cảng quốc tế Nghệ An, hệ thống cụm cảng biển quốc tế nước sâu, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, cùng với khu hậu cảng có mặt bằng rộng rãi, đội ngũ quản lý chuyên nghiệp cùng trang thiết bị đồng bộ, năng suất cao, ổn định và an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. Một cửa ngõ quan trọng trong mọi hành trình của bất kỳ hãng tàu biển hoặc các công ty vận tải logistics trong nước và quốc tế. Kết hợp với đó là trạm nghiền nghi thiết nhằm tạo ra khả năng cung ứng nguồn hàng ổn định và thuận tiện. Năm 2017, hội đồng thành viên đã họp và nhất trí đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Hoàng Phát Visai thành công ty cổ phần Visai Ninh Bình, hay còn gọi là tập đoàn The Visai. Sau hơn 14 năm hình thành và phát triển, tập đoàn The Visai đã trở thành một tập đoàn đa ngành, được biết đến không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp xi măng mà còn nhiều lĩnh vực khác như
lĩnh vực dịch vụ thương mại. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp Vsai, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vsai London, công ty cổ phần vận tải Vsai, công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Vsai, lĩnh vực khách sạn và du lịch, công ty cổ phần bán đảo Kênh Gà, công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Gibra, công ty trách nhiệm hữu hạn Ninh Bình Plaza. Tập đoàn The Vsai không ngừng xây dựng uy tín đã có, tạo dựng những mối quan hệ tin cậy với đối tác, nhân viên và cộng đồng. Chúng tôi mong muốn mang lại giá trị tốt nhất và đạt được sự phát triển bền vững lâu dài. Yếu tố đầu tiên trong chính sách phát triển bền vững của tập đoàn The Vsai chính là hoạt động thúc đẩy con người. Tập đoàn The Vsai nhận thức sâu sắc nguồn nhân lực là tài sản giá trị nhất. Chính vì thế, tập đoàn cam kết tạo ra môi trường làm việc với tiêu chuẩn chuyên nghiệp để mỗi nhân viên đều có cơ hội phát triển và cống hiến tài năng. Tập đoàn The Vsai hiện có khoảng 5.000 nhân sự, bao gồm nhân sự tại các công ty trực thuộc trong nước và nước ngoài. Đội ngũ nhân lực có nhiều kinh nghiệm, thường xuyên được đào tạo nội bộ và hợp tác với đối tác nhằm nâng cao chuyên môn, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Mỗi nhân viên khi làm việc tại The Vsai đều cảm thấy nơi đây thật sự thân thuộc như ngôi nhà thứ hai của mình. Tất cả đều được quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu. Sức mạnh của mỗi cá nhân được kết nối với nhau, tạo nên sức mạnh của đại gia đình Vsai. Đáp ứng sự phát triển ngày càng cao của thị trường, tập đoàn The Vsai không ngừng cải tiến công nghệ sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, tạo nên thương hiệu xi măng hàng đầu được tin cậy và đánh giá cao bởi các đối tác lớn trong nước và quốc tế như tập đoàn Lafarge-Hosim, tập đoàn Heidelberg, tập đoàn Cimex, tập đoàn CRH, tập đoàn Sinoma. Với những bước tiến lớn mạnh khi liên tục mở rộng thị trường xuất khẩu tới hơn 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập đoàn đã thành lập văn phòng kinh doanh tại Dubai và London để tăng cường quản lý và giao dịch. Tất cả các sản phẩm xi măng của tập đoàn The Vsai sản xuất đều tuân thủ theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam TCVN và tiêu chuẩn thế giới hệ thống tiêu chuẩn châu Âu N1971-2011, hệ thống tiêu chuẩn Mỹ ASTM C15011, hệ thống tiêu chuẩn New Zealand 3122-2009. Những sản phẩm điển hình đó là clinker dùng trong ngành công nghiệp sản xuất xi măng chất lượng cao, C3S lớn hơn hoặc bằng 67%, chỉ tiêu chrome thấp CR nhỏ hơn hoặc bằng 5 ppm, tổng kiềm thấp R2O nhỏ hơn hoặc bằng 0,05%, xi măng Portland chất lượng ổn định, cường độ cao, tính tường tạc tốt, luôn là lựa chọn hàng đầu của các nhà xây dựng, đặc biệt chuyên dùng trong sản xuất bê tông tươi, bê tông đúc sẵn, bê tông có yêu cầu kỹ thuật cao và các loại bê tông đặc thù sử dụng trong các công trình yêu cầu tính thẩm mỹ, độ tinh xảo cao. Chất lượng sản phẩm luôn đạt và vượt tiêu chuẩn TCVN 6260-2009, tiêu chuẩn TCVN 2682-2009. Các dây chuyền sản xuất thuộc tập đoàn xi măng The Vsai đều có công suất thiết kế từ 2.500 đến 6.000 tấn clinker một ngày. Sản xuất theo công nghệ lò quay phương pháp khô của Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang Đức, có casino hệ LIC đốt theo kiểu phân tán và có tháp trao đổi nhiệt 5 tầng Cyclone. Dây chuyền sản xuất tự động hóa 100%, tại phòng điều hành trung tâm của từng nhà máy, chúng tôi có các chuyên gia và kỹ sư trình độ cao chuyên trách và vận hành và theo dõi toàn bộ thiết bị, đảm bảo không để xảy ra sự cố. Phòng quản lý chất lượng của tập đoàn xi măng The Vsai là nơi tiến hành các thử nghiệm về chất lượng sản phẩm đã được văn phòng công chứng chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá phù hợp với các yêu cầu ISOTEC 17025-2005 trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Hệ thống điều khiển chất lượng tự động QCS với phần mềm chuyên ngành cho phép phân tích chính xác các thành phần nhiên liệu đầu vào, clinker, xi măng sản xuất và xuất xưởng, đảm bảo khống chế sai số nhỏ nhất. Nhà máy xi măng Vsai Ninh Bình công suất 3,4 triệu tấn clinker một năm, tương đương 4 triệu tấn xi măng một năm. Nhà máy xi măng Vsai Hà Nam công suất 2,2 triệu tấn clinker một năm, tương đương 2,6 triệu tấn xi măng một năm. Nhà máy xi măng Đồng Bành công suất 1 triệu tấn clinker một năm, tương đương 1,2 triệu tấn xi măng một năm. Nhà máy xi măng Sông Lam 2 công suất 0,8 triệu tấn clinker một năm, tương đương 1 triệu tấn xi măng một năm. Nhà máy xi măng Sông Lam công suất 4 triệu tấn clinker một năm, tương đương 4,8 triệu tấn xi măng một năm. Dự kiến các nhà máy sẽ cho ra sản lượng tiêu thụ đạt hơn 20 triệu tấn thành phẩm tính đến năm 2020.
Để đảm bảo hai yếu tố quan trọng nhất của một nhà máy sản xuất xi măng là ổn định chất lượng và ổn định nguồn cung, tập đoàn xi măng The Vinsight đã thành lập công ty cổ phần vận tải Vinsight và công ty cổ phần trạm trung chuyển xi măng Việt với hệ thống trải dài khắp cả nước. Công ty cổ phần vận tải Vinsight hiện đang sở hữu hàng loạt xe tải, xà lan, cảng nội địa, cảng quốc tế. Trong đó, vận tải đường bộ trên 500 xe tải và hàng trăm xe máy cơ giới chuyên dụng. Vận tải đường thủy, hiện tập đoàn The Vinsight sở hữu hơn 4 bến cảng nội địa với hơn hàng trăm tàu và xà lan trọng tải từ 1.000 đến 50.000 tấn. Đặc biệt, tập đoàn đã đưa vào khai thác cảng nước sâu quốc tế Vinsight tại Nghệ An từ tháng 4 năm 2017 với hai khu bến quốc tế và nội địa có khả năng đón tàu trọng tải từ 3.000 đến 70.000 tấn và công suất đạt hơn 10 triệu tấn một năm. Công ty cổ phần trạm trung chuyển xi măng Việt quản lý hệ thống các trạm trung chuyển trong nước cũng như quốc tế, bao gồm trạm trung chuyển xi măng Bình Định, Ninh Thuận, Philippines và các trạm trung chuyển đang trong quá trình hoàn thiện tại Chu Lai, Quảng Nam, Cam Ranh, Khánh Hòa, Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Các trạm trung chuyển xi măng của tập đoàn đều được xây dựng với trang thiết bị, máy móc hiện đại như máy bơm hút xi măng rời di động Sivotel 10.000S Thụy Điển, máy đóng bao Haber Boecker của Đức và được vận hành ở mức độ tối ưu, đảm bảo vai trò điều tiết thị trường trong chuỗi phân phối cung ứng. Tập đoàn The Vinsight luôn hướng tới sự phát triển bền vững thông qua các hoạt động xây dựng cộng đồng và bảo vệ môi trường. Với kết quả kinh doanh không ngừng phát triển, tập đoàn đã góp phần nâng cao kinh tế địa phương và đóng góp ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, The Vinsight cũng luôn tích cực tham gia những chương trình ủng hộ người nghèo tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Các hoạt động cộng đồng không chỉ mang tính tri ân tới những người có công với đất nước, như xây dựng các nhà tình nghĩa tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh liệt sĩ, mà còn hướng tới kiến tạo tương lai cho thế hệ mai sau bằng các chương trình học bổng, xây dựng trường học và bảo vệ môi trường. Ban lãnh đạo tập đoàn đã đầu tư công sức tâm huyết để xây dựng các công trình thân thiện với môi trường như trồng nhiều cây xanh trong nhà máy, đầu tư lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống quan trắc khí thải, kết nối trực tiếp với hệ thống giám sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo giữ lại 99,98% lượng bụi thải ra trong quá trình sản xuất để tái sản xuất. Sau khi triển khai hiệu quả dự án Zebra kết hợp cùng tập đoàn Lafarge-Hosin vào năm 2015, The Vinsight đã cải tiến quy trình sản xuất, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn nguyên liệu đầu vào và áp dụng những nguyên liệu thay thế nhằm đảm bảo nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đầu năm 2016, tập đoàn The Vinsight đã ký kết dự án tận dụng nhiệt dư khí thải tại nhà máy xi măng Vinsight Ninh Bình và nhà máy xi măng Vinsight Hà Nam, giúp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải CO2 cũng như hiệu ứng dấu chân carbon. Tháng 3 năm 2017, tập đoàn áp dụng công nghệ vỏ bao mới nhất Quick Fill Clean nhập từ Thụy Điển. Vỏ bao làm hoàn toàn từ giấy phân hủy sinh học, không để lại hiệu ứng nhựa, giảm phát bụi xi măng tới 99%. Không chỉ bảo vệ môi trường mà còn bảo vệ sức khỏe người lao động khỏi các bệnh đường hô hấp. Dù mới có gần 15 năm hình thành và phát triển, nhưng tập đoàn The Vinsight tự hào vì đã góp phần khá lớn vào các công trình trọng điểm của Việt Nam. Đó là tổ hợp khu công nghệ cao Hòa Lạc, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Green Bay Mễ Trì, Vincom Hà Nam, Vincom Thái Bình, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai Hà Nam, Ecopark Hưng Yên, Tuần Châu Quốc Oai, Nhiệt điện Thái Bình 1 và 2, Tháp Doanh nhân Hà Đông, FLC Vĩnh Thịnh, FLC Quy Nhơn. Với những thành tích lớn đạt được trong kinh tế và phát triển bền vững, tập đoàn The Vinsight và các thành viên điều hành đã lần lượt nhận được các danh hiệu giải thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng cho thành tích xuất sắc trong phát triển sản xuất kinh doanh năm 2014-2015, giải thưởng do người tiêu dùng bình chọn, bằng khen cho thành tích khu công nghiệp hoàn thành xuất sắc thực hiện thuế 2014, doanh nhân văn hóa xuất sắc thời kỳ đổi mới. Năm 2018, các sản phẩm xi măng của tập đoàn The Vinsight vinh dự giành được giải thưởng thương hiệu quốc gia 2018, một trong những giải thưởng uy tín được Bộ Công Thương Việt Nam bình chọn cho những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Sự phát triển không ngừng nghỉ của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng không thể không bắt nguồn từ việc kết nối các nguồn lực, cộng hưởng các giá trị và chia sẻ hệ quả lợi ích, thành quả hội nhập. Để đạt được những thành công như ngày hôm nay, đó là sự nỗ lực chung tay từ 5.000 người Việt Nam và quốc tế trong tập đoàn The Vinsight, luôn lao động sáng tạo, lắng nghe mọi sự kết nối và tìm kiếm mọi sự hợp tác. Tại tập đoàn The Vinsight, chúng tôi hiểu giá trị con người là cốt lõi của mọi giá trị, cốt lõi của mọi sự kết nối. Bên cạnh đó là sự đồng hành quan trọng của toàn thể quý khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, với mục tiêu gắn kết sự phát triển bền vững,
Chúng tôi cam kết không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng cho quý khách hàng và đối tác, xây dựng một tương lai tốt đẹp cho thế hệ sau, quan tâm tới con người, môi trường, cộng đồng và quốc gia. Chúc cho tập đoàn xi măng The Vinsight cùng các quý đối tác khách hàng ngày càng phát triển, thịnh vượng. Tập đoàn The Vinsight, gắn kết, phát triển, bền vững.